Xin chào tất cả bà con cô bác đã chờ lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Em tiếp tục lên bò cái center nha cô bé anh chị. Hiện bò này nó khoảng 9 tháng tuổi có hơn nha cô bé anh chị. Hiện bò này nó đỏ một màu nha, không đem không chạy hết nha cô bé anh chị. Chân cẳng nó kìa, thú bốn chân nha, dậu chuyền nè, yếm sùng sình luôn nha cô bé anh chị, lù bật nha. Đó. Quay chi tiết cho cô bé anh chị xem. Thì con bò này là em muốn bán với giá là 19.500.000 nha cô bé anh chị. Bò này đỏ nha, quyền một màu, không đem không chạy luôn nha cô bé anh chị. Đây. Mặt này, xé mặt này, xé lưng nha, cái lưng này, cái lưng chính luôn nha các bé anh chị. Thì bò này chiều cao là dưới 1m1 nha. Thì chiều cao em cập nhật là dưới 1m1 nha. Bò này thì nó nha cũng còn hơi thiếu nuôi nha các bé anh chị, nhưng mà bò này là kiểu mẫu hay lắm nha. Bò này còn hơi ốm nha, còn hơi thiếu nuôi. Đó, sùng sình ha. Thì cái con bò này là giá 19.500.000 nha các bé anh chị. Nhìn hay bò lắm nha cô bé anh chị. Giờ em hay bò lắm nha. Thì bò này em muốn bán giá là 19.500.000 nha cô bé anh chị. Đây. Thì bò là em đã tiêm vaccine viêm da nó cục, cái là trộn với trộn hết rồi nha. Đây, không phải nha cô bé anh chị. Bò này chiều cao là 1m1 có dư nha. Sái bớm nghiêm chỉnh. Đỏ một màu, đỏ mặt luôn nha. Quyền một màu, không lem không chạy chỗ nào luôn nha các bé anh chị. Quyền luôn nha. Kiệt khú bốn chân luôn nha. Chân cẳng thẳng hớm, xương sóc cũng hơi lớn nha. Rất là đẹp bò này nha. Bò này quay giấc tối mà nó còn đỏ vậy nè. Bò này mà được quay giấc trưa cho nó đỏ ao luôn á.